Rồi, xin chào anh em, chào các bác. Thì tiếp tục tối hôm nay em làm một cái clip ha, cũng nhanh gọn lẹ để giới thiệu anh em về sản phẩm hàng về hôm nay cập nhật. Rồi, hôm nay thì em về được ít món thôi. Và trước mặt anh em hôm nay là tiếp tục về được thêm một đôi Bioner S933. Thì cái đôi hôm trước em bán về huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh rồi. Hôm nay tiếp tục là một đôi nữa, đôi này cũng tuyệt đẹp. Đôi này tuyệt đẹp anh em nhé, vẫn là bát bò, bát bò, nhưng mà con này thì cái mít hai cái trép nó còn được cả hai cái miếng chặn luôn. Này, con này còn có hai cái miếng này luôn anh em nha. Mít thì tuyệt đẹp rồi, anh em thấy nè, quá trời đẹp ha. Đó, bát đây, nhưng mà ok hết rồi, tuyệt đẹp ha. Bên đây cũng vậy nha, đúng cặp nè, mít đây, bát đây. Bát là bát 32 anh em nhé, đã thấy gần tại Việt Hùng đây. Và cặp này đặc biệt lưới căng vẫn còn zin, lưới căng zin luôn anh em nhé. Đó, anh em thấy không, lưới căng zin luôn. Lưới này cũng có không phải là rách mà nó bị cứng cái đầu này, đó, anh em thấy không, chứ không phải là rách nha. Đó, hai cái giống nhau hết. Đó, lưới căng zin tuyệt đẹp. Và giá vẫn như vậy anh em nhé, vẫn là 29 triệu đồng bao ship toàn quốc cho anh em một đôi siêu phẩm 933 đến từ hãng Bioner. Tuyệt đẹp, thùng mà thùng gỗ lạng anh em nhé, thùng quách liền lạc hết. Đó, anh em thêm này, lạc hết cho anh em chơi. Đó. Đó, đây là cái lép nha, cái bên kia là cái ride. Đó, thùng quách là liền lạc, tuyệt đẹp. Bioner S933 anh em nhé, S933. Đó, thùng tuyệt đẹp cho anh em chơi, giá vẫn là 29 triệu đồng. Đó. Đó anh em nha, đây là một sản phẩm hôm nay về. Và tiếp tục ngày hôm nay là em về cũng thêm được một đôi loa nữa, đó là JBL L112, tuyệt đẹp ha. Đôi này về theo đơn đặt hàng của bác khách ở Hà Nội nhé. Đây, đó, đó. Thì ngày mai còn vệ sinh, rồi lau chùi, anh em thấy còn bụi không, kinh khủng ha, rất là dơ. Vậy cũng mới thay gân tại vì không chiều nay xong, mới đem lên thôi, còn chưa có vệ sinh, chưa có làm hết, ngày mai mới đâu vệ sinh xong rồi test lên clip giao cho bác khách ở Hà Nội thôi. Tuyệt đẹp, L112, bát 30, mít trép. Con này thì quá là tuyệt vời rồi. Giá nó vẫn là 30, trên 30 triệu anh em nha. Này về đựng cặp tuyệt vời ha, logo tem mát đầy đủ anh em nha. Còn nguyên bản luôn, chỉ có thay gân nha, mới thay gân tại Việt Hùng luôn. Đó anh em thấy nè, sớ vân gỗ trùng đẹp chưa. Đó, thấy cái bách thôi là anh em biết rồi, thật đẹp ha. Rồi, và tiếp tục ngày hôm nay thì em cập nhật cho anh em thêm, đó là một con Amly Đờ Nông BMA 2002 La Mã anh em nhé, 2002 La Mã, 2002 La Mã anh em nhé, tuyệt đẹp luôn, đẹp không tì vết. 2002 La Mã tuyệt đẹp. Đó, đẹp keng, dây nguồn zin. Con này thì đang có mức giá là 12.800.000 đồng, 12.800.000 đồng anh em nha. Con này tuyệt đẹp nha, 12.800.000 đồng. Amly Đờ Nông 2002 La Mã nhá, 2002 La Mã tuyệt đẹp. Đó, bên dưới là con 3 La Mã R thì anh em biết rồi. Con này là 16 triệu có khiển dây nguồn. Đấy. Tuyệt đẹp anh em. Nguyên cái lô này em cũng báo giá luôn cho anh em nha. Đó. Rồi CD Đà Nông S10 nè, 13 triệu đẹp keng, khiển rin. Rồi CD Đà Nông S10 2 La Mã đẹp keng, 16 triệu dây nguồn rin khiển rin. Đây, bộ của nó nằm đây, dây nguồn rin nằm đây. Anh em thấy ha. Còn trong bọc là dây nguồn rin của con Amly 2002 La Mã mới về này. Đẹp keng không? Cái này báo đẹp keng anh em nhé, khỏi lo nha. Đấy. Đó, hôm nay em về thêm bao nhiêu đây? Rồi, tiếp tục hôm nay về thêm được hai sản phẩm rất là hot. Hôm nay cũng đứt đây, đó là một con CD Đờ Nông, đây là con 1650 GL, có nghĩa là Gold Limited Edition. Con này về khá đẹp anh em nhé, có khiển rin luôn nha, giá là 10.500.000 đồng bao ship toàn quốc cho con Đờ Nông 1650 GL, 10.500.000 đồng nhé. Và hôm nay là cập nhật cho anh em thêm, đó là một con Amly, đây là 707 LXtra, 707 LXtra siêu đẹp. Con này thì ngày hôm qua em có làm clip một con, em biết con đó thì em đã bán rồi. Hôm nay tiếp tục một cập nhật một con em nữa. Và con này đẹp
từ ngang ngửa cho đến hơn cái con ngày hôm qua em làm. Thì anh em nào yêu yêu thì hãy phone ngay cho em nhé. Giá con này thì vẫn là 17 triệu đồng bao xuất toàn quốc anh em nhé. Đó, thì ngày mai thì em sẽ làm clip cụ thể, anh em nào chốt trước thì em vẫn yêu, nhưng mà em báo trước cho anh em là con này đẹp tuyệt đẹp, đẹp từ ngang ngửa đến hơn cái con ngày hôm qua em làm đấy. À, anh em nào yêu thì phone nha. À, tuyệt đẹp, hôm nay về được bao nhiêu đây sản phẩm thôi, không có nhiều. À, nhiều lai rai đủ phục vụ anh em rồi nhá. Rồi tới đây thì em xin kết thúc clip nhé. À, em xin kết thúc clip, và anh em nào yêu những sản phẩm nào hãy phone ngay cho em qua số điện thoại 0343612345. À, xin cảm ơn anh em rất nhiều.